Đặng Vi sắp sửa hợp tác với Ngô Thư Hân trong phim mới, netizen rần rần ủng hộ. Sau cơn sốt Trường Tương Tư, cả danh tiếng lẫn tài nguyên của Đặng Vi đều thăng hạng thấy rõ, bằng chứng là Trường Tương Tư vẫn đang trong khoảng thời gian chiếu. Nam diễn viên họ Đặng đã tiếp xúc với kịch bản nam chính đầu tay, phim Tiên Đài Hữu Thụ. Và mới đây, khi Đặng Vi vẫn đang miệt mài quay Tiên Đài Hữu Thụ, thì trên mạng lại bất ngờ lan truyền thông tin, anh chàng sắp sửa hợp tác với Ngô Thư Hân trong một dự án cổ trang mới, mang tên Chưởng Tâm. Đáng chú ý, trên trang Douban của phim, cũng đã cập nhật hình ảnh của Ngô Thư Hân và Đặng Vi, với vai trò nam nữ chính và thông tin đạo diễn. Tuy nhiên, tính đến lúc này, phía đoàn làm phim Chưởng Tâm vẫn chưa có bất cứ động thái hay phản hồi nào liên quan tới dàn cast chính. Về phía khán giả, nhiều netizen lại tỏ ý mong chờ màn hợp tác giữa bộ đôi trai xinh gái đẹp này, hy vọng tin đồn sẽ trở thành thật. Có thể diễn xuất của Đặng Vi và Ngô Thư Hân chưa thực sự làm hài lòng số đông dân tình, nhưng có ý kiến cho rằng, nếu hai người song kiếm hợp bích nhất định sẽ tạo ra phản ứng hóa học cực cháy. Ngô Thư Hân và Đặng Vi cùng có một điểm chung là đều thăng hạng sự nghiệp nhờ cổ ngẫu, với Ngô Thư Hân là Thương Lan Quyết, vào vai nữ chính và hợp tác cùng Vương Hạc Đệ, còn Đặng Vi chính là Trường Tương Tư, mặc dù vai Đồ Sơn Cảnh và Diệp Thập Thất chỉ là nam thứ, đất diễn không thể so được với Trương Vãn Ý, nhưng Đặng Vi lại được khán giả chú ý hơn cả, có giai đoạn độ hút fan của Mỹ Nam họ Đặng còn cao hơn cả Dương Tử. Ngô Thư Hân hậu Thương Lan Quyết đã cho ra mắt hai dự án khác là Khu Rừng Nhỏ của hai người vào năm 2022 và Vân Chi Vũ trong năm nay. Dẫu vậy hiệu quả chiếu khó lòng so được với Thương Lan Quyết ngày đó. Dự án Hắc Liên Hoa công lược có tên mới là Vĩnh Dạ Tinh Hà. Sau khi lao đao vì nam chính, vốn đã định Trần Phi Vũ, đã tìm được người thay thế thích hợp, chính là Đinh Vũ Hề. Hiện phim cũng vẫn đang ghi hình, chưa rõ lịch đóng máy. Ba bộ phim đại bạo của dàn Tiểu Hoa 85, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh hot hơn. Việc các bộ phim cổ trang ngày càng có chất lượng giảm sút, diễn xuất của dàn diễn viên bị chê bai vì đơ và gồng, thì người xem lại có xu hướng hoài niệm những bộ phim cũ. Mới đây, cư dân mạng đã có màn tranh cãi nảy lửa xem ba bộ phim đại bạo của dàn Tiểu Hoa 85 là bộ Bộ Kinh Tâm, Cung Tỏa Tâm Ngọc hay Hoa Thiên Cốt hay hơn. Theo đó, bộ Bộ Kinh Tâm là tác phẩm làm nên sự nghiệp của Lưu Thi Thi. Nội dung phim không quá mới khi kể về việc xuyên không của nữ nhân viên văn phòng thời hiện đại tên Trương Hiểu. Cô nàng bị đưa trở về thế kỷ 18 và sống với cái tên Mã Nhĩ Thái Nhược Hy. Nhược Hy lần đầu tiên gặp và có tình cảm với Bác A Ca, rồi nhận ra Tứ A Ca giận chân, cũng chính là Hoàng đế Ung Chính tương lai, mới là tình yêu thật sự của đời mình. Nhưng đến cuối cùng, Tứ A Ca cũng làm nàng thất vọng mà rời bỏ. Chính nội dung có phần ngược tâm, cẩu huyết, cùng cái kết buồn, đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Mỗi mùa tuyết rơi tại Tử Cấm Thành, những hình ảnh trong phim lại viral trở lại trên Internet. Cũng nhờ bộ Bộ Kinh Tâm mà danh hiệu thần tiên tỷ tỷ đã gắn liền với Lưu Thi Thi. Về phía Dương Mịch, nữ diễn viên từng làm mưa làm gió màn ảnh Hoa Ngữ với Cung Tỏa Tâm Ngọc, có nội dung tương tự bộ Bộ Kinh Tâm khi nữ chính là cô gái tình xuyên, đã xuyên không trở về quá khứ và rơi vào vòng xoáy tình yêu, quyền lực với các hoàng tử. Đây là khoảng thời gian diễn xuất Dương Mịch ổn định, nhan sắc cũng trẻ trung, biểu cảm linh hoạt, khác hoàn toàn với hiện tại. Không thua kém các đồng nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh có bộ cổ trang ấn tượng là Hoa Thiên Cốt. Bộ phim không chỉ được yêu thích trong nước mà còn khuấy đảo cả châu Á và được nhiều nước mua bản quyền. Phim thuộc thể loại sư đồ luyến ái cực hợp trend thời điểm đó, cộng thêm tương tác hóa học ăn ý giữa Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa, đã giúp cả hai thu về lượng lớn fan couple. Cúc Tịnh y học theo Dương Tử trong phim mới, quyết tâm đánh bại Bạch Lộc. Cách đây không lâu, Dương Tử gặt hái thành công lớn với Trường Tương Tư, bộ phim cổ trang này đã giúp nàng Tiểu Hoa lần nữa chứng minh diễn xuất của mình luôn thuộc top đầu lứa 90 trong showbiz. Ngay từ khi Trường Tương Tư lên sóng, Dương Tử đã gây ấn tượng mạnh mẽ với một tạo hình giả trai. Mới đây, dự án phim Tiên Hiệp Thiên Hương do Cúc Tịnh Y và Tống Uy Long đóng chính cũng đã được khởi quay. Những tạo hình đầu tiên của nam nữ chính nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Tuy nhiên, khi nhìn tạo hình của Cúc Tịnh Y trong Thiên Hương, nhiều người đã nhận xét rằng nó khá giống với nhân vật Văn Tiểu Lục của Dương Tử trong bộ phim Trường Tương Tư từng rất ăn khách trước đó. Tuy nhiên, khi đem so sánh kỹ hơn, dân tình lại không đánh giá Cúc Tịnh Y ở Thiên Hương cao bằng Dương Tử trong Trường Tương Tư. Nguyên nhân là bởi, tạo hình giả trai này của nữ chính Thiên Hương trông vẫn khá nhẹ nhàng nữ tính, với tóc mai và đôi môi hồng. Trong khi đó ở Trường Tương Tư, Dương Tử đã hóa thân xuất sắc vào nhân vật Văn Tiểu Lục có phần nam tính phóng khoáng. Sau Vân Tịch Truyện, đến nay Cúc Tịnh Y vẫn chưa có dự án phim nào thực sự ấn tượng, khán giả bày tỏ,
Nguyên nhân lớn nhất là do cô nàng quá để tâm đến ngoại hình và chấp niệm phải đẹp trong mọi cảnh quay. Khi xem Cúc Tịnh Y diễn xuất, người xem có cảm giác giả, không thật và đôi khi là khó chịu. Nếu không cải thiện, người đẹp này sẽ ngày càng thụt lùi và mất dần địa vị trong nhóm Hoa 90. Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc được cho là cặp đôi đối thủ trời chọn. Tuy nhiên, trong khi Bạch Lộc ngày càng thành công và nổi tiếng, thì Cúc Tịnh Y dường như đang bị tụt lại phía sau. Bạch Lộc bất ngờ được khen là nữ thần cổ trang khi mặc trang phục này. Bạch Lộc từ xưa đến nay phải chịu tiếng phổ nữ vì nhan sắc tầm trung, không thực sự nổi bật giữa dàn mỹ nhân hoa ngữ. Tuy nhiên mới đây, người hâm mộ phát hiện nữ diễn viên giành danh hiệu nữ hoàng cổ trang với tạo hình này. Theo đó, những bộ phim gần đây như Trường Nguyệt Tẩn Minh, Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc đều trung thành với cổ phục màu hồng, phối cùng phụ kiện màu vàng hoặc đỏ. Những trang phục màu hồng với nhiều sắc độ khác nhau, khiến nhan sắc nữ diễn viên trông vô cùng ngọt ngào và tỏa sáng. Những màu như hồng phấn thường bị các mỹ nhân né xa vì dễ bị sến, dìm màu da, thế nhưng Bạch Lộc lại có thể dễ dàng chinh phục, thậm chí diện đẹp như nữ thần. Trước đó, nữ diễn viên từng bị chê cười khi để nữ phụ Trần Đô Linh vượt xa về nhan sắc trong Trường Nguyệt Tẩn Minh. Cổ trang là một trong những mảnh đất màu mỡ để các tiểu hoa tiểu sinh trẻ tuổi phô diễn nhan sắc mà không yêu cầu quá cao về diễn xuất. Đúng theo công thức này, Bạch Lộc đã có năm 2023 đại thành công với hai bộ cổ trang lên sóng và đều nhận phản ứng tốt là Trường Nguyệt Tẩn Minh và Ninh An Như Mộng. Sắp tới, nữ diễn viên sẽ góp mặt trong Bạch Nguyệt Phản Tinh cùng Ngao Thụy Bằng. Loạt tạo hình trong phim cũng rất được cư dân mạng quan tâm. Hiện tại, Bạch Lộc đang là tiểu hoa có sự nghiệp nổi bật nhất nhì lứa 90. Nữ diễn viên còn một bộ phim hiện đại đang chờ lên sóng là Bắc Thượng. Đề tài chính kịch không phải điểm mạnh của nữ diễn viên, nhưng cũng rất được mong chờ. Lâm Canh Tân bị anh vợ xem thường đến mức ly hôn, hóa ra chỉ ở bên Triệu Lệ Dĩnh mới được coi trọng. Vào năm 2022, Lâm Canh Tân đã tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong dự án phim Giữ Phượng Hành, nối tiếp mối duyên từ Sở Kiều Truyện. Cặp đôi nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng, thậm chí, nhiều người còn tích cực đẩy thuyền cho Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân ở ngoài đời. Sau Giữ Phượng Hành, Lâm Canh Tân nhận vai nam phụ trong bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng do Lưu Diệt Phi đóng chính. Trong Câu Chuyện Hoa Hồng, nhân vật Phương Hiệp Văn của Lâm Canh Tân được miêu tả là người có xuất thân bình thường, đi lên bằng nỗ lực, ngoại hình của anh chàng cũng rất bình thường, chiều cao khiêm tốn, ăn mặc thô kệch, lấy vợ xong còn phát tướng, tuy có tính cách hiền hòa, thế nhưng Phương Hiệp Văn lại luôn bị anh vợ là Hoàng Thế Hoa dè biểu, chê bai không xứng với em gái Hoàng Diệt Mai của mình. Nhiều khán giả sau khi đọc được thiết lập nhân vật của Lâm Canh Tân trong Câu Chuyện Hoa Hồng đã không ngừng thương xót anh chàng, chỉ vì có ngoại hình không ưa nhìn, không hợp thời đại, mà anh chàng lại bị anh vợ xem thường. Ngay lập tức, có ý kiến bày tỏ, Lâm Canh Tân nên quay về bên Triệu Lệ Dĩnh để làm thần quân được người người kính nể. Theo mô tả nhân vật của Giữ Phượng Hành, Lâm Canh Tân vào vai Hành Chỉ Thần Quân, vị thần cuối cùng của tam giới, ngay cả những người có địa vị cao như Thiên Quân, Long Vương, cũng phải kiêng nể. Không những vậy, Hành Chỉ còn sở hữu sức mạnh cực lớn phong ấn yêu quái để tam giới yên bình. Có thể thấy ở Giữ Phượng Hành và Câu Chuyện Hoa Hồng, thân phận và địa vị của Lâm Canh Tân có sự khác biệt rất lớn. Dân tình còn đang mong hai bộ phim này lên sóng cùng lúc, để so sánh xem Lâm Canh Tân hợp yêu Triệu Lệ Dĩnh hay Lưu Diệt Phi trên màn ảnh hơn. Nhân vật phim truyền hình được yêu thích nhất tháng 11, Vương Hạc Đệ bỏ xa Bạch Lộc. Màn ảnh hoa ngữ tháng 11 chứng kiến sự lên sóng của loạt phim hiện đại hấp dẫn, lôi cuốn. Điều làm nên sức nóng cho các bộ phim chính là tên tuổi dàn diễn viên chính. Mới đây, truyền thông Trung Quốc đã chính thức công bố top nhân vật phim truyền hình được yêu thích nhất tháng. Vị trí đầu bảng thuộc về nam thần Vương Hạc Đệ. Có vẻ sau cú hích của Thương Lan Quyết năm ngoái, nam diễn viên ngày càng chứng minh độ hot cũng như hút fan của mình. Vai Thời Yến trong Dĩ Ái Vi Doanh viral khắp các nền tảng mạng xã hội. Tuy vẫn nhận nhiều góp ý về đài từ lẫn biểu cảm gương mặt, nhưng không thể phủ nhận Vương Hạc Đệ đã diễn khá tròn vai. Top 2 và 3 lần lượt thuộc về La Vân Hy với nhân vật bác sĩ thiên tài Cố Vân Tranh trong Người Tình Hệ Chữa Lành và Cung Tuấn vai Từ Tư trong Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió. Nhiều người bất ngờ vì thiết lập các nhân vật này không quá thú vị, nhưng vẫn vươn lên top được yêu thích. Cư dân mạng suy đoán, chính danh tiếng của La Vân Hy và Cung Tuấn đã phần nào cứu vớt cho bộ phim. Bạch Lộc ngậm ngùi xếp thứ tư với vai Khương Tuyết Ninh trong Ninh An Như Mộng. Có thể thấy, nhân vật này lôi cuốn và hấp dẫn hơn hẳn vai Trịnh Thư Ý trong Dĩ Ái Vi Doanh. Dù cùng là Bạch Lộc đóng, tạo hình trong phim cổ trang cũng giúp nàng tiểu hoa che đi khuyết điểm tốt hơn, không bị bàn luận về khí chất hay vóc dáng quá nhiều. Những vị trí còn lại thuộc về loạt cái tên quen thuộc như Trương Lăng Hách, Hứa Khải. Video đến đây là hết.
Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.